đọc đi, đây là đoạn mấy hả John? Đoạn 2. Đúng rồi, John đọc cho bố xem nào. Một lần cha mẹ có việc phải lên thành phố họ dặn mà ra xếp cả ở nhà trông em. Đúng rồi, giỏi lắm con ạ. Bây giờ sang đoạn mấy đấy con nhỉ? Ba. Đoạn 3, bố đâu? Con đọc cho bố nghe xem nào. Chúng bạn đến chú mà là xếp cả đi chơi. Đúng rồi. Cô bé liền đặt em xuống bãi cỏ luôn rồi. Rồi sao? Ham chơi cá. Lúc này lại không. Đây là gì nhỉ con nhỉ? Đây là không trong... phải không, đúng rồi, trông. Thì đúng rồi. Chẳng thấy em đâu. Chú em mùi đá lạnh ngắt. Cỏ đi lốc nát. Đúng rồi. Bố bôi, bố bôi tiếp này. Khóc. Mếu. Mếu. Nào mà là sẽ ca chạy đi tìm em. Hay quá, giỏi thế John. Thế bây giờ đến đoạn mấy đây con? Sáng. Đoạn mấy con? Không bôi đen. À không bôi đen đó, nhưng mà bôi đen thì theo dõi nó dễ hơn con ạ. Đoạn mấy nhỉ? Bôi đen. À bôi đen này. Đoạn mấy con? Chạy mãi. Chạy mãi mà là xích cà. Ôi con đừng đụng vào mà nó bị mất. Tiếp này. Chạy đây mãi này. Chạy mãi mà là xích cà. Rồi tiếp đi. Và đầm ào tới bếp lò. Có đọc to hơn được không? Bếp lò có tới y rằng sẽ cả của phôi đấu.